Chào các bạn, trở lại với loạt bài hướng dẫn sử dụng phần mềm SAS 2000 phiên bản 15. Bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn cách định nghĩa một tiết diện cho phần cho dầm. Tương tự với cột, các bạn cũng làm như vậy. Thì bài hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sao chép cái tiết diện dầm này ra các cái tiết diện dầm khác dựa kế thừa từ cái tiết diện mà chúng ta đã định nghĩa. Thì tương tự như phần định nghĩa vật liệu thì các bạn muốn sao chép cái tiết diện nào, các bạn lựa chọn cái tiết diện đó, các bạn kích vào nút Add Copy a Property. Các bạn thấy nó thừa hưởng tất cả các cái tính chất mà cái phần tử chúng ta vừa định nghĩa, các bạn chỉ việc định nghĩa lại tên thôi. Thì giả sử chúng ta định nghĩa dầm 20 x 30 cm, vật liệu vẫn như vậy, các bạn chỉ việc chỉnh sửa lại các cái thông số gì mà khác với cái vật liệu trước đó thôi, các bạn ok. Đây, đó là cách sao chép và cái tiết diện dầm ra một cái tiết diện khác kế thừa các cái tính chất của nó và hiệu chỉnh đi các tính chất khác. Chúc bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.